Dạ, mến chào quý cô chú anh chị ạ. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Hôm nay thì con có một số mai vàng thành phẩm muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị ạ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị ạ. Địa chỉ của con là khóm 3, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng ạ. Và số điện thoại của con là 0977186056 ạ. Rồi để không mất thời gian của quý cô chú anh chị thì con xin giới thiệu cây thứ nhất ạ, cây mã số 1 ạ. Một cây mai vàng dáng bay, mai sù nghe quý cô chú anh chị. Tại mai này thì con đã ghép cúc thọ hương nha. Cây mai sù dáng bay rất là đẹp ạ. Bay lắc lượng nghệ thuật luôn ha quý cô chú anh chị. Cái này thì con hỗ trợ ship 200 km nha quý cô chú anh chị. Cái này thì tại vì có chậu đồ cồng kềnh quá. Rồi con xin đo thông số luôn ạ. Chiều cao là 1m ạ. Cái tán bay của nó là 1,5m ạ. Rồi con xin đo cái hoành thân ha. Hoành thân con đo tại vị trí này là được 45 hoành ạ. Cây mai xù, nó xù chảy hết trơn luôn nha quý cô chú anh chị. Đây nè, cây nó xù chảy xuống hết luôn ha. Nó bay rồi, xù rất là nhiều ạ. Cây này thì đế cũng khá ha quý cô chú anh chị. Tại vì cái này con không có môi thấy cái cổ nó nở lắm. Xù, trên đây có xù nguyên một cục rất là lớn á. Rồi, hiện tại thì cây này đang nằm chậu chậu 7 á, lọt lòng 7 á. Rồi mã số 1 này con xin phép giao lưu với giá là 20 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 2 ạ, cũng là một cây phôi mai vàng ghép cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị. Cây này thì quý cô chú anh chị mình mua về rồi mình vô dây chỉnh sửa lại nha. Tại hiện tại bên con không có, chưa có vô dây chỉnh sửa lại. Phôi này cũng là một cây phôi xù luôn nha quý cô chú anh chị. Đây cũng có xù chảy xuống luôn ha. À, đây là cho mấy cô chú anh chị xem xù chảy luôn ha. Cây này đế rất là quái ha. Rồi, con đo cái hoành, hoành ở vị trí này ha. Bốn mươi tám hoành ạ. Chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 1,2m ạ. Mã số 2 ạ. Mai vàng ghép cúc thọ hương ạ.
Rồi mã số 2 này con xin giao lưu với giá là 8 triệu ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là cũng là một cái phôi mai ghép đại lộc ạ. Cây lùng lực luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này có bộ đế rất là đẹp ạ. Đế như là quái thú. Cái này thì nó cũng lên xù cốm hết rồi nha quý cô chú anh chị. Con xin đo thông số phôi mai mã số 3. Rồi hoành thân con đo được ở vị trí này là 35 hoành ạ. Chiều cao là từ mặt bầu lên tới đỉnh này là 50 ạ. Tán ngang của nó là 60 ạ. À, phôi mai vàng mã số 3 ghép đại lộc nha quý cô chú anh chị. Rồi con xin giao lưu với giá là 5.500.000 ạ. Mã số 3. Cây bonsai rất là đẹp ha quý cô chú anh chị. Này thì mình mua về không gian hẹp hẹp và mình để ha. Cái này chỉ tưới nước rồi đợi Tết là mình chơi hoa thôi ha. Dạ, tiếp theo là mã số 4 ạ. Mã số 4 thì cũng là một cái phôi mai ghép cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó con vừa vô dây chỉnh sửa lại cái phơm tàn đó xương xương rồi về quý cô chú chăm lại rồi chỉnh sửa thêm ha. Cây lắc lượng rất là đẹp ạ. Cây này thì nó có bộ đế cũng khá là đẹp ha quý cô chú anh chị. Cái này thì con không có moi, tại vì hồi lúc mà mình mang phôi về để nuôi á là cũng lựa đế cũng là tương đối đẹp á. Cho nên là vấn đề đế thì quý cô chú anh chị cũng an tâm phần nào ha. Rồi con xin đo thông số ha. Hoành thân thì con đo được tại vị trí này là 37 hoành ha. Tán ngang là 90 ạ. Chiều cao là 1 mét ạ. Mai vàng mã số 4 ạ. Con xin giao lưu với giá là 5.500.000 ạ. Quý cô chú ở gần con đi xe tải rồi con tặng luôn chậu đồ luôn ha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 5 là một cây hoa giấy Mỹ nha quý cô chú anh chị. Hoa giấy Mỹ dáng thú ha. Cái này là nó như là một con thú đó. Có chân, có đuôi đồ hết ha. Này về quý cô chú mình chỉnh sửa lại ha. Hoặc là ghép cẩm thạch vô ha. Để chơi cây thú. À, con xin đo thông số luôn ạ. Cái hoành con đo tại vị trí này là 55 ạ. Chiều dài của nó là 50 ạ. Cái này tính chiều cao tương đối là 90 á. Tán là 1m2 ạ.
Cái này thì nó có xăm một số chỗ nhưng mà con đã xử lý rồi, thì con kiểm tra rồi thì nó vẫn sống khỏe nha quý cô chú anh chị. Rồi hoa giấy mã số 5 này con xin giao lưu với giá là 4 triệu ạ. Rồi tiếp theo là mã số 6 ạ. Mã số 6 cũng là một cái phôi mai ghép cúc thọ hương ạ. Cây này là một cây sù nha quý cô chú anh chị. Phôi mai sù, cái này có cái bệ đế rất là đẹp ạ. Bệ chảy ra rất là đều nở cũ luôn ha. Có một cái cây tử rất duyên dáng ha. Đây có một hai bên đây là có một cái bệnh sù, sù chảy xuống luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi con xin đo thông số. Hoành thân con đo được tại vị trí này là 45 hoành ạ. Chiều cao là 80 ạ. Tán ngang cũng là 80 luôn ạ. Rồi phôi mai vàng mã số 6 này con xin giao lưu với giá là 4 triệu 500 ngàn ạ. Cái cây này có cái bệ rất là đẹp quý cô chú anh chị. Bệ rất là đẹp, nở rất là lớn ạ. Rồi đẹp lắm. Rồi tiếp theo là mã số 7 và mã số 8 ạ. Cái này thì nó tương đối giống nhau nhưng con để là một cặp nha quý cô chú anh chị. Rồi đầu tiên thì con xin giới thiệu cái mã số 7 trước đi ha. Này là cũng là một cây phôi mai ghép cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị. Cây này thì do nó lớn quá con lên bàn xay không nổi, mong quý cô chú anh chị xem rồi thông cảm bỏ qua cho con ha. Này thì có cái bệ rất là đẹp ạ. Rồi con xin đo thông số ha. Rồi chiều cao tại vị trí hiện tại là 80 ạ. Tán rộng là 100 ạ. Hoành thân con đo được tại vị trí này là 53 hoành ạ. Cây này có cái bể rất là đẹp ạ. Này cũng được vô dây chỉnh sửa phơm tàn hết nha quý cô chú anh chị. Này bệ rất là đẹp ạ. Tại vì phôi mua về để nuôi á nên là lựa đế cũng tương đối đẹp ạ. Rồi tiếp theo là cây số 8 ạ. Cây này thì nó phôi nó xù nha quý cô chú anh chị. Cây này là cây xù ạ. Xù chảy luôn ạ. Cũng là ghép cúc thọ hương luôn á. Hai cây này thì mình để chơi một cặp luôn ạ. Cái mặt trước thì nó xù rất là nhiều. Xù cộm hơn một ngón tay luôn ạ. Rồi con xin đo thông số luôn ha. Rồi chiều cao là 90 ạ. Tán ngang cũng là 90 luôn ạ. Rồi con đo cái hoành thân. Hoành thân con đo được tại vị trí này là 52 hoành ạ. Rồi con xin giao lưu mã số 7 và mã số 8 một cặp mai ghép cúc thọ hương với giá là 20 triệu ạ. Con bao ship 200 km ạ. Và tiếp theo là mã số 9 ạ. Mã số 9 là một cái phôi mai này cũng khá lớn nha quý cô chú anh chị. Này ghép cũng là cúc thọ hương luôn ạ. Cây này do nó nằm ở chậu lớn con lên bàn xay không nổi ạ. Rồi cái này để con hạo thông số cho quý cô chú anh chị mình được tham khảo ha.
chiều cao là 1,5 m ạ. Tán ngang là 1 m ạ. Con đo cái hoành. Đây này cái bệ đẹp lắm quý cô chú anh chị ơi. Hoành con đo tại vị trí này là 58 hoành nha quý cô chú anh chị. Cái này có cái bệ đế rất là đẹp á, bệ chảy rất là đều. Do nó nặng quá. Bệ chảy rất là đẹp. Rồi, phôi mai vàng mã số 9 này á, con xin giao lưu với giá là 19 triệu ạ. Dạ, và tiếp theo là mã số 10 ạ. Mã số 10 là một cụm gừng mai chiếu thủy lá lớn ạ. Cụm gừng. Rồi con xin đo thông số ạ. Chiều cao là 45 ạ. Chiều dài cái bệ là 90 ạ. Này con đo chỗ cái cốt nạc này thôi ha. Cốt nạc chỗ này là 70 ạ. Rồi đo cái thân nhỏ 31 ạ. Rồi cụm gừng mai chiếu thủy lá lớn mã số 10 này con xin giao lưu với giá là 5.500.000 ạ. Tiếp theo là mã số 11 cũng là mai chiếu thủy lá lớn luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là một cái phôi mai chiếu thủy da xanh lá lớn ạ. Cái hoành tương đối cũng khá là lớn ha. Rồi con xin đo thông số ạ. Chiều cao là 70 ạ. Hoành thân con đo tại vị trí này là 85 hoành ạ. Con đo luôn cái cũ. Cái cũ ở dưới thì cái cũ là 112 ạ. Rồi phôi mai chiếu thủy lá lớn này con xin giao lưu với giá là 4 triệu ạ. Mã số 11 ạ. Cây đó đâm tuột sống khỏe mà kéo thẹo hết luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 12 đó là mai chiếu thủy lá lớn ạ. Cây này là cây mai chiếu thủy da đen nha quý cô chú anh chị. Cây dáng trực quân tử rất là đẹp ạ. Này có cái bệ rất là khủng khiếp ha. Mã số 12 ạ, mai chiếu thủy da đen lá lớn ạ. Rồi, con xin đo thông số ha. Chiều cao là 93 ạ. Hoành thì con đo được tại vị trí này là 61 cho tính 60 thôi ha quý cô chú chị. Rồi, đo cái cũ nó. Cái cũ là 116 ạ. Cái này cái bệ rất là đẹp ha. Bệ chảy đều hết. Đặc biệt cây này nó rất là mạnh, nó kéo rất là mạnh ạ. Đâm tược sống khỏe hết rồi nha quý cô chú anh chị.
Cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 12 này con xin Zalo với giá là 5 triệu ạ. Cây dáng trực rất là đẹp. Rồi tiếp theo là mã số 13 là một cây phôi mai tứ quý nha quý cô chú anh chị. Cây một cốt chi cành lắc lượng luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này con về được một vài hôm mà nó đâm tược sống khỏe luôn. Cây này về quý cô chú anh chị đóng bo vô là chơi ha. Cây này có bộ đế rất là đẹp ạ. Bộ đế chảy rất là đẹp. Chảy đều hết. Đế rất là quái cây. Rất là già luôn. Rồi con đo. Đo cái hoành ha. Rồi hoành là 48 hoành ạ. Thấy chiều dài của cái bầu là 90 ạ. Chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu á là 135 ạ. Cây này tay cành rất là lớn, rất là lực nha quý cô chú anh chị. Đặc biệt là này nó kéo rất là mạnh rồi. Cây nó kéo mạnh lắm. Đây ạ. Kéo rất là mạnh ha. Rồi, phôi tứ quý này thì con xin Zalo với giá là 6 triệu. Bao ship 200 km nha quý cô chú anh chị. Đế rất là đẹp đấy, quái cây. Cuối cùng cũng là một cái phôi mai tứ quý cũng khá lớn nha quý cô chú anh chị, dáng trực chi cành đầy đủ luôn ha. Đây con về một cặp đó. Cây này bộ đế chảy đều tứ diện hết luôn nha quý cô chú anh chị. Đế nở rất là đẹp ạ. Nó xin đo thông số. Chiều cao là 1,5 m ạ. Hoành thân là 52 hoành ạ. Đường kính bầu là 70 ạ. Rồi, cây tứ quý đây là cũng là cây tứ quý cuối clip của con luôn ạ. Rồi cây tứ quý này thì con xin Zalo với giá là 6.500.000 ạ. Con bao ship 200 km ạ. Rồi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị ạ. Qua số điện thoại của con là 0977 186 056. Dạ, con chân thành cảm ơn ạ. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở một clip mới nhất của con ạ.